Hằng nghe xin chào cả nhà yêu Hoa Lan nhé. Buổi chiều hôm nay có một chút nắng, với lại công việc của Hằng Nga là phải dọn dàn, cho nên là sẵn đưa xuống để Hằng Nga kiểm tra luôn tình hình sức khỏe của mấy em Lan trên dàn như thế nào. Treo ở trên cao các bạn, cho nên là mình không thể nào mà biết được cái cây nó đang bị cái gì, trừ trường hợp là nó gục xuống thì mới biết được thôi. Trước mặt của các bạn đây là một số cái trậu trầm rồng đỏ nha Hằng Nga. Cái lô này thì nhìn khá là mướt mát và đẹp. Có những cái thon ni nó to chắc phải tầm bằng ngón cái của Hằng Nga luôn rồi. Trước mặt các bạn đây, ví dụ như thằng này đi, đấy, nó to bằng ngón cái của nhà Hằng Nga luôn rồi. Thì cơ bản mấy cái chậu này là hoa thì chờ Tết, nhưng một số chậu nó cũng khá là đẹp đấy. Chỗ xe xe kia các bạn có nhìn thấy không? Cái cây kim vinh ấy, cái cây kim vinh nó đang nở bông, bông nhỏ xíu, bông rất là nhỏ. Cái bông này nó nhỏ khoảng tầm gần 2 cm các bạn. Khu bên đây của nhà Hằng Nga là cái cây này là cây dạc Hawaii. Dạc Hawaii bây giờ nó keo gần bằng móc rồi. Cái lô này nó keo gần bằng móc rồi. Keo gần bằng móc rồi anh chị. Nhiều khi cấy chung một đợt đó, nhưng mà cái lô này thì chắc là cây nó khỏe, với lại nó là năm thứ ba thứ tư gì rồi, cho nên là nó phát triển cũng khá là khỏe, là mạnh. Đấy. Chiều nay Hằng Nga phải dọn toàn bộ cái đám dạc Hawaii này với trầm rồng đỏ, dạc Hawaii và trầm rồng đỏ để mà lên cái khu trên kia. Chỗ này Hằng Nga định là sửa lại một chút và làm cái mái che để cho mùa mưa này nó đỡ bị thối và nhũn. Cái lô bên đây thì nhỏ hơn, nó tầm 3-40 cm. Cái này cũng là Hawaii luôn. Tranh thủ mình hạ xuống mình kiểm tra sức khỏe luôn. Sâu cũng nhiều, con sâu thì nó ăn cái ngọn, còn con sen thì nó ăn cái gốc, hai con nó thay nhau nó ăn. Rồi thần thối thần nhũn gì cũng tranh thủ ghé, nên là sẵn tiện Hằng Nga đem xuống kiểm tra luôn. Rồi với lại tại thích khoe cây, cho nên là khoe một chút cái hình ảnh cái khu Hawaii trầm rồng đỏ của nhà mình. Chỗ này trên kia thì còn một khu nữa, mà tại vì dọn cái chỗ này cho nên là mình chỉ muốn quay cái chỗ này thôi. Chiều nay nó cũng ráo ráo trời, ai sẵn chỗ này Hằng Nga khoe cái cây chỗ này. Chỗ này có một cái cây cái gì không biết tên nhé các bạn, mà thân của nó thì nó to hơn ngón tay cái của Hằng Nga này. Nó đang có cái chùm nụ này 5 cái nụ, thân rất là phi phèm luôn. Chỗ này nó có 4 chùm nụ, mỗi chùm 4-5 cái nụ, mỗi chùm 4-5 cái nụ. Rồi chỗ này thì là mọc được vừa kiểu ki vừa kiểu nụ luôn. Hằng Nga thấy ở trên đầu nó cũng đã chia nụ rồi, trên đầu nó đã chia nụ rồi, nhưng mà cái thân của nó thì lại muốn mọc rễ ra đây nào. Bọn này thì nó dài lắm, Hằng Nga đứng ở dưới này nhưng mà nhìn thấy ở trên kia thì nó cũng dài lắm. Bị ngược ánh sáng cho nên là không thấy được đủ cái độ mướt mát của cái cây dài như thế này. Để vài bữa nữa nó có hoa thì Hằng Nga sẽ khoe với anh.